kìa, có phải con mụ nát không nhờ bà nhờ? Đúng rồi. Dạo này xí sơn lắm, suốt ngày đi với dài thôi. Con bé này bà lằng nhằng lắm, ngày chưa rồi còn đi lem khém với chồng tôi. Xí xa xí sơn, chị em mình phải cẩn thận, không có ngày mất chồng gì trời. Ngày hôm sau, bà Thi ơi, bà, cả một ngày này tôi không thấy thằng chồng tôi đâu. Tôi nghi ngờ bà ám với con nát lắm. Thế thì khán nói luôn, ta đi luôn. Thế tôi phải hỏi gì em đã. Đâu rồi, là con nát thôi rồi hôm nay đấy. Thế nó chết. Bà nói đi, chịu. Bà giúp tôi đi. Chồng bà nói đi. Mấy bà sang đây làm cái gì? Chồng tao đâu? Ơ cái con mụ này hay nhỉ? Ê chồng mày mày đi quấy tao. Chồng chị nàng dâu trong nhà. Đúng rồi đó. Chồng người ta thì trả cho người ta đi. Mày ăn nói cho cẩn thận nhá. Đây là nhà tao, mày không phải thích nói gì nói đâu. Đừng để hôm này làm câu chuyện nhá. Lại thêm với con bốn mắt này nữa. Tụi mày đừng có tưởng tụi mày đông mà con này sợ nhá. Đây là địa bàn của tao. Tao có vỏ đấy, tụi mày vào đi. Tụi mày vào đi. Khoan nhá, tụi mày thích làm gì thì làm, kiểm tra nhà tao thì kiểm tra nhá. Mời. Đi, chỉ có chân đó thôi. Chỉ có chân đó thôi. Sao mà không thấy nhỉ? Vô lý thật chứ. Tụi sao mà làm mất thời gian của con này nhá. Là con này không bỏ qua đâu. Ra đây. Cái chó gì? Vợ chúng mày tìm kìa. Về.